Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã công bố loạt chính sách kinh tế khi vận động tranh cử tại Pennsylvania, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du tới các bang chiến địa trong tuần này. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, cựu Tổng thống Donald Trump cam kết bãi bỏ quy định của chính quyền Tổng thống Joe Biden về hạn chế ô nhiễm nhà máy điện, đồng thời tái khẳng định việc ngăn chặn kế hoạch của tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản nhằm mua lại tập đoàn thép US Steel của Mỹ. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại cam kết hạn chế sự tiếp cận của nước ngoài vào thị trường nội địa và 100% các mặt hàng thiết yếu đều là của Mỹ nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Tuy nhiên, ông không nói rõ làm thế nào để thực hiện được các mục tiêu đó, ngoài việc ủng hộ các biện pháp rộng rãi như áp thuế đối với các quốc gia khác. Trong khi đó, đối thủ của ông, bà Kamala Harris, lại đang thu hút cử tri bằng cam kết tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, ông James Singer cho biết, động thái này sẽ là một phần trong nỗ lực mang tiền trở lại túi cho người lao động và đảm bảo các tỷ phú cũng như các tập đoàn lớn phải chia sẻ khoản lợi nhuận khổng lồ.